Hai xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiển của tôi cũng như là kênh bonsai mini TNCT. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 3, thì hôm nay con lên cái clip này để giới thiệu giao lưu cùng cô chú mình, đó là một cái combo là ba cây phôi linh sam 86. Thì cây phôi linh sam 86 này được vườn con trồng là chiết nhánh và trồng thường chậu là từ ổ trồng dưới đất là từ nhỏ cho đến hiện tại này là khoảng chừng 2 năm. Gốc rất là to ha, và con nhập nhiều khoảng chừng, nói chung là số lượng nhiều lắm, nhưng mà bán thì còn lại một số cây thôi, hiện tại đang hành lý số còn lại để có gì lấy lô mới về ha. Thì cái combo này á, vườn con có tặng kèm theo là một cây linh sam 86 lá cẩm thạch nhỏ như thế này, loại cây giống để về cô chú mình về làm bonsai mini nhỏ nhỏ vậy ha. Thế vậy chứ dâm nhánh là 5 tháng mấy rồi đó mà nó có chút xíu vậy á. Rồi combo đầu tiên là mã số 5. Mỗi một combo thì con sẽ tặng kèm theo một cây 86 cẩm thạch vậy ha. Mã số 5 là 250 và giá là 250, chưa có bao gồm phí vận chuyển nha. Ba cây như thế này. Tiền ship thì rơi vào tầm khoảng chừng 40.000 cho đến 60.000, nằm trong tầm đó từ 40 đến 60 ha. Combo mã số 5. Mỗi combo con đều tặng kèm theo cây này. Mã số 5 ha. Tiếp theo mã số 6. Thì cô chú mình xem thấy ưng cái combo nào thì cứ liên hệ. Ba cây chỉ có 250 thôi. Mã số 6 nè. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 ha. Thì cô chú mình lấy cái ngón tay cái bàn tay của con để so sánh với cái gốc nha. Tiếp theo là mã số 8. Vậy cô chú mình hai cái chậu cái là ok rồi. Mã số 8. Tiếp theo là mã số 9. Cây này về quấn dáng trực quyền ha. Mã số 9 nha. Tiếp theo là mã số 10. Tiếp theo là mã số 11. Tiếp theo là mã số 12. Tiếp theo là mã số 13. Có riêng mã số 13 là 4 cây nha. Có riêng mã số 13 là 4 cây thôi. Đó. Mã số 13 4 cây. Cũng 250 thôi nha. Mã số 15. Mã số 15 ha. Hai trăm rưỡi một combo, giá chưa bao gồm phí vận chuyển, tặng kèm một cây linh sam 86 lá cẩm thạch. Mã số 15. Mã số 15 nha, cũng là ba cây. Đó, có cây này làm dáng cổ thụ đẹp lắm này ha. Đó. Rồi mã số 16. Rồi đó, cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều ha. Thì cô chú mình ưng cái combo nào thì liên hệ vườn con. Con xin nhắc lại là một combo 250.000, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Ngoài ra thì vườn con hiện tại đang còn thanh lý rất là nhiều loại kiển bonsai khác nhau, thì cũng mong cô chú mình ủng hộ ha. Rồi con xin mến chào, tạm dừng video tại đây nha.